Xin chào mọi người, tiếp tục series video về trải nghiệm và hướng dẫn sử dụng Anabox CPU S8. Thì ở video này, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết cách thức lắp đặt và kết nối camera hành trình để chúng ta có thể xem video hành trình trên chính màn hình nguyên bản của chúng ta khi chúng ta sở hữu Anabox CPU S8. Và trên tay mình lúc này đang là bộ sản phẩm camera hành trình Android. Và ngay sau đây, mình sẽ vào việc luôn. Sau đây mình sẽ mở hộp camera hành trình. Ở trong này chúng ta sẽ có một camera hành trình, một bộ dây nối và nguồn và sách hướng dẫn sử dụng. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn lắp đặt camera hành trình này. Ở đây thì chúng ta sẽ áng chừng cái vị trí mà gắn camera sẽ phải ở chính giữa. Nó sẽ ở vị trí kiểu như thế này và dây sẽ luồn lên như thế này. Vậy thì mình sẽ đi dây trước để lát nữa cắm kết nối sau. Bây giờ mình sẽ đi dây này. Ở trên này thì có cái phần khe ở đây, mọi người có thể nhét dây qua này. Có thể nhét dây qua. Đó, nhét dây qua đây. Tiếp đến chúng ta sẽ chỉ cần cậy nhẹ thôi là nó có thể ra cái phần cột đai rồi. Và mình sẽ luồn dây qua đây. Cơ cấu của xe thì nó chỉ là các cái lẫy thôi, mọi người an tâm không bị hỏng hóc một chi tiết gì đâu. Đó, mình sẽ đi dây theo, men theo cái đường này. Mình sẽ đi dây gọn vào đây này. Ở đây mình có thể ở đây mình đã đi dây bên trong phần cột đai rồi thì mình có thể là chèn cái phần gioăng cao su này vào để nó cũng một phần là nó ép lại cái cột A cũng như là che cái phần dây của mình đi. Đó, mọi người thấy rất là gọn đúng không ạ? Sau đó thì mình sẽ đi dây đến vị trí gần với vị trí mà cắm Anabox nhất. Ở đây đã có một cổng USB, mình sẽ cắm dây USB của cam hành trình vào đây. Như vậy là đã có thể kết nối camera hành trình với Anabox CPU S8. Để có thể là căn chỉnh chuẩn nhất vị trí ở trước đầu xe với camera hành trình thì mọi người làm công đoạn này trước nữa nha. Chúng ta sẽ vào phần file browser này. Sau đó chúng ta kéo đến phần USB-C. Đó. Chúng ta sẽ kéo đến cái phần ukdvr.apk. Đây là cái file cài đặt của cái ứng dụng Android dành cho camera hành trình. Đó, chúng ta ấn cài đặt. Ứng dụng đã được cài đặt. Mở. Đây là những gì mà camera hành trình đang nhìn. Chất lượng rất ổn. Full HD. Ở đây chúng ta có các thông số như là về thời gian này, về ngày tháng năm này, tọa độ, kinh độ, vĩ độ này và vận tốc của chúng ta nữa. Đó. Rất tiện ích với một camera hành trình. Đây là những gì chúng ta đang nhìn thấy ở phía trước. Vậy thì mình sẽ dựa vào cái hình ảnh này để mình căn xem cái vị trí gắn camera như thế nào là ở chính giữa xe của mình. Sau đây mình sẽ bóc. Đó. Như thế này là đã có thể là chính giữa đầu xe của mình rồi. Đây là những gì diễn ra ở phía trước xe của mình với camera hành trình kết nối Anabox CPU S8. Ở góc màn hình lúc này đang hiển thị biểu tượng thẻ nhớ màu đỏ. Như vậy là đang chưa có thẻ nhớ ở trong camera hành trình này. Và mình đã có chuẩn bị ở đây một thẻ nhớ có dung lượng 32GB. Sẽ là đủ để chúng ta sử dụng trong cả quá trình. Mình sẽ cắm thẻ nhớ vào đây. Lưu ý đã cắm ngập thẻ nhớ, như vậy là xong. Ngay lập tức thì màn hình đã hiển thị là đang hoạt động ghi hành trình rồi. Đó, biểu tượng nhấp nháy ở đây và có cả ghi lại âm thanh nữa. Rất tiện ích. Sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về các tính năng của camera hành trình này. Chúng ta sẽ chạm vào màn hình, ở đây sẽ có các biểu tượng icon. Hình ngôi nhà, tức là chúng ta sẽ thao tác để về giao diện Android. Ở đây là app cho camera hành trình có tên là HD DVR.
Ở đây chúng ta sẽ thu nhỏ lại này, để đưa cam hành trình, cái hiển thị cam hành trình ra góc hoặc là di chuyển đến bất cứ vị trí nào. Tiếp đến chúng ta sẽ có bật tắt tính năng ghi hành trình này. Chúng ta có biểu tượng hình chiếc khóa ở đây, tức là sẽ lưu lại những cái video trong cái thời gian mà mình để chế độ khóa như này, nó không bị ghi đè, không bị xóa đi. Những dữ liệu mà chúng ta cảm thấy là cái hành trình trên đường nó quan trọng thì chúng ta hãy lưu lại. Và đây là chế độ chụp ảnh này. Đó. Thông thường để xem lại video hành trình thì chúng ta sẽ phải trích xuất dữ liệu qua thẻ nhớ hay là USB, hay hiện đại hơn đó là qua app smartphone. Tuy nhiên với Anabox CVU S8 thì mọi thứ đã được kết nối đồng bộ và chúng ta có thể xem lại video hành trình trực tiếp trên màn hình nguyên bản của chúng ta. Với tính năng đặc biệt này của Anabox CVU S8 sẽ giúp việc xem lại video hành trình hay trích xuất dữ liệu trở nên dễ dàng hơn và thuận tiện hơn bao giờ hết. Không những vậy, với kết nối camera hành trình, chúng ta còn có thêm các tính năng bổ trợ như cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, nhắc nhở phương tiện phía trước di chuyển. Quá tiện ích phải không nào? Ngoài các chỉ số rất quan trọng đối với một chiếc camera hành trình như là thời gian này, giờ giấc này, kinh độ vĩ độ này, và đặc biệt là vận tốc được đo ở đây là bằng GPS. Đó, không phải camera hành trình nào cũng có vận tốc GPS ở đây nha mọi người nhé. Và ở đây cái phần làn màu xanh đây là làn đường, và ở đây các cái xe đi qua thì nó sẽ đều quét và đo cái khoảng cách để tính toán va chạm với xe phía trước. Khi kết hợp với Anabox CVU S8 đồng bộ hiển thị trên màn hình nguyên bản của chúng ta, trích xuất video cũng như là xem lại video hành trình trực tiếp trên màn hình rất dễ dàng và rất tiện ích. Ngoài ra còn có thêm cả tính năng báo va chạm này, hay là nhắc nhở xe phía trước di chuyển tình huống khi mà chúng ta dừng đèn đỏ. Đó, xe phía trước di chuyển thì nó sẽ nhắc nhở nếu như chúng ta mất tập trung, để chúng ta có thể là di chuyển cho cái lưu thông giao thông được tốt hơn. Phía trước đã bắt đầu, xin chú ý. Đó, vừa rồi là tính năng mà cảnh báo hay là nhắc nhở cái phương tiện phía trước di chuyển tình huống khi mà chúng ta dừng đèn đỏ mà chúng ta mất tập trung, không để ý rằng phương tiện phía trước đã di chuyển, thì cái hệ thống camera này nó sẽ nhắc nhở chúng ta bằng giọng nói, cũng khá là tiện ích. Khi đi trên 30 km/h theo tốc độ GPS, làn đường sẽ được nhắc cảnh báo nếu như chúng ta lệch làn. Làn đường, xin vui lòng chú ý. Đó, vừa rồi là cảnh báo lệch làn đường khi mà chúng ta có dấu hiệu lệch làn đường, cũng cảnh báo bằng âm thanh. Mình có thể cài đặt cái giải tốc độ để kích hoạt cái tính năng cảnh báo lệch làn đường để tránh gây phiền cho chúng ta nhé. Đặc biệt hữu ích nếu như chúng ta di chuyển trên cao tốc. Chứ trong đô thị này thì mình nghĩ là sẽ để cái vận tốc nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mỗi người thì hơn. Trước quá gần, xin chú ý. Đó, vừa rồi là hệ thống camera hành trình cũng đã báo lên bằng giọng nói khi mà cái khoảng cách giữa xe của mình với xe bên trước khá là gần hay là quá gần, để giúp chúng ta là có thể tập trung giãn khoảng cách giữa hai xe ra bằng việc là điều chỉnh tốc độ. Các bạn đánh giá sao về tính năng kết nối camera hành trình của Anabox CVU S8 với cổng kết nối USB tại đây? Hãy để lại bình luận và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.